mình xuống đi đi ghe ha, đi ghe trên sông Thu Bồn ha, đi ghe đèn lồng ha. Đây ghê này các bạn, các bạn nhìn ghê nha, ghê trang trí rất là đẹp. À, rất là nhiều ghê. Quanh xuống luôn. Rồi lọc xuống xong rồi bơi được. Tới đây đi, tới đây ok. Ước đi, ước đi, ước đi. Mình ước gì? Có cái xì đùa chứ. Xì đùa. Ước gì có một xe đạp. Ước gì gia đình bình an hết. Trời, ước gì có một xe đạp tự mình. Tôi chung sẻ câu đấy là hơi bị. Ước gì một chiếc xe đạp. Đó, ước đơn giản luôn. Ra cho con hả? Còn cái đó. Con có chiếc xe đạp hả? Đi. Bạn mai bạn cho.